Vâng, và xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ review một chiếc xe Midsize Racing mang thương hiệu của Ý, được trang bị cả carbon và khung nhôm hợp kim nhôm siêu nhẹ 7005. 7005 các bác nhé. Bây giờ em mới về được một chiếc cực nhẹ đây. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe mang thương hiệu của Ý này. Vâng. Vâng, và đây là chiếc xe Midsize Racing mang thương hiệu của Ý. Em đánh giá hình thức chiếc xe trên 80%. Đây là một vài vết sức tem xe do đã qua sử dụng, không đáng kể. Đây là yên. Đây là một website chính hãng của xe, các bác thể lên và đánh vào để tìm hiểu chiếc xe này, missabai.com. Đùi đĩa của Shimano Sora, đùi đĩa 2 tầng. Khung nhôm siêu nhẹ aluminum 7005. Nhẹ hơn khung 6061 mà em đã từng review các bác nhé. Bây giờ em đã về một chiếc 7005 đây. Bộ phanh 3 mảnh của Shimano Sora. Cặp vành hiệu của Shimano R500. Vành hiệu các bác nhé. Mayer đây. Mayer của Shimano R500. Đây các bác có thể nhìn thấy, đây là cái đùi đĩa của Shimano đây. Đĩa đây. Vâng. Gạt đĩa của Shimano Sora. Càng carbon. Chiếc xe rất là nhẹ các bác nhé. Ghi đông cổ phốt của ABR. Thùng nhôm của 6061. Nhôm 6061 các bác nhé. Rất là nhẹ. Xe được trang bị bộ tay lắc của Shimano Sora. Bên này bên lắc lip. Bên này đĩa đây cũng của Shimano Sora. Em đánh giá hình thức lốp thì còn rất là ổn đây. Bộ vẫn là bộ bánh hiệu của Shimano R500. Càng carbon. Mayer trên đây. Shimano. Thông số lốp là 700 nhân 25C 23C. Vâng. Vâng, trên khung có đề là 2010. Đây là năm xe sản xuất. Xe có size 48 các bác nhé. Trên khung xe có đề đây 480mm 48cm. Của các bác từ 1m6 đến 1m7 có thể đi vừa chiếc xe này. Em xích và lip thì còn rất là mới các bác nhé. Vâng, và xe được trang bị 2, 4, 6, 8, 9 tầng lip.
và hai đĩa cho xe 18 tốc độ. Và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, lên líp sử dụng nguyên bộ group của Shimano Sora, Mayo của Shimano, chuyển động rất tốt các bác nhé. Xuống líp sử dụng hai tầng đĩa của Shimano Sora, xuống lên, chuyển động rất là trơn tru. Vâng, em vừa review xong chiếc xe Midsize Racing mang thương hiệu của Ý. Chiếc xe được trang bị càng carbon full bộ group của Shimano Sora và bộ vành cặp của Shimano. Vâng, và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 7.900.000, miễn phí ship toàn quốc khoảng 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709913 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Và lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn theo dõi kênh và nhấn chiếc chuông để xem những thông báo về những chiếc xe đẹp nhất về tại cửa hàng em. Ôi, xin chào, cảm ơn các bác đã theo dõi video.